Đây là cái video cuối cùng à, Kết thúc tháng 12 năm 2023 Và sẽ đánh dấu lại à, cái mốc giao dịch tại khu B mới Và cụ thể là dãy B46 này Một căn nhà 75m2 mặt tiền 5 Xây dựng là 4 tầng à, Đang được giao dịch với giá là 9 tỷ 500 triệu đồng à, Quý vị hãy ghi nhớ cái mốc này và để so sánh với những à, thời gian tiếp theo của năm 2024 à, xem lượng giao dịch và cái giá giao dịch à, tại dãy B46 khu B GlaxoReco Lê Trọng Tấn giáp với Vinhome đây sẽ ở mức bao nhiêu và chúng ta sẽ cùng à, quay lại trong các video tiếp theo tại dãy B46 khu vực nhìn sang Vinhome Smart City của chúng ta. À, một thời gian nữa thì dãy nhà này sẽ giao dịch ở mức bao nhiêu tiền khi mà mọi người kỳ vọng vào cái con đường kết nối từ khu đô thị này sang bên Vinhomes Oasis City. Và nếu quý vị nào đã từng theo dõi những video của tôi trên kênh YouTube La Colen thì cũng để biết rằng chỉ khoảng 5 6 tháng trước đây thôi thì dãy B46 này chỉ giao dịch ở mức hơn 7 tỷ trên một căn 75 m như này. Và đến thời điểm hiện tại thì đã có giao dịch trên 9 tỷ trên một căn ở cũng cùng cái mặt dãy như thế này. Tôi không biết được cái giá trị thực sự của bất động sản nó nằm ở đâu nhưng uh, tại khu đô thị Grand Amco Lê Hồng Tấn thì được rất nhiều các nhà đầu tư uh, quan tâm uh, cũng như là kỳ vọng vào cái mức giá trong thời gian tới nữa uh, và cái việc lấp đầy của đô thị uh, cũng thể hiện rõ uh, qua từng tháng tại khu đô thị Grand Amco Lê Hồng Tấn đặc biệt là các phân khu A, phân khu C, phân khu D và phân khu B này là phân khu mà uh, tỷ lệ lấp đầy có lẽ là uh, chỉ khoảng một thời gian nữa thôi một năm hai năm ba năm à, khi mà các à, vùng lân cận của chúng ta đã được à, hạ tầng đã được kết nối đồng bộ thì khu vực này à, tôi nghĩ rằng với số lượng căn ít ỏi sẽ trong một thời gian tới nữa sẽ được lấp đầy và giá sẽ là bao nhiêu khi mà cái đô thị này nó được lấp đầy cũng như là nếu như con đường kết nối sang vinh hồ giám kia sẽ được kết nối trong một thời gian tới nữa thì giá đô thị này nó là bao nhiêu tiền trên một mét vuông tại những dãy nhà B46 như thế này. Quý vị cùng theo dõi các video tiếp theo và hãy đăng ký vào kênh youtube Toàn Lào Len để liên tục cập nhật những cái thông tin về thị trường bất động sản tại khu đô thị Galemco Liên Tấn. Xin chào và hẹn gặp lại.